Hi, xin chào tất cả các bạn trở lại với Ô tô Sài Gòn. Mình đang có mặt tại buổi offline của dòng xe VinFast VF8 và VF9, một trong những dòng xe điện tiên phong tại Việt Nam. Chính qua buổi offline này, chúng ta sẽ gặp được rất là nhiều những người dùng. Và đây là cơ hội để chúng ta có thể cọ sát lại, để chúng ta có thể lắng nghe một vài ý kiến của người dùng VinFast VF8, VF9 như thế nào. Ngay bây giờ mời các bạn cùng đón xem. Và đến với chương trình offline của hội VinFast VF8 VF9 hiện nay thì có một người dùng đó, chị Desiree đi. Chị là một trong những người dùng sử dụng dòng xe VinFast VF8 cũng khá lâu. Và hôm nay mình sẽ có vài thông tin chia sẻ những trải nghiệm của chị về dòng xe điện. Hello chị Desiree. Dạ, chị Desiree có thể giới thiệu một đôi chút bản thân mình để cho các bạn tin ô tô Sài Gòn được biết không? À dạ, mình tên Sally thì nick Zalo là như vậy cho nên mọi người gọi. Thì dạ. Trong hội thì cũng có vài chiếc là xe nữ thôi. Thì em cũng hỗ trợ các anh trong hội làm thủ quỹ cũng như là hỗ trợ làm phó nhóm để mà hỗ trợ tạo những cái buổi offline và những cái sân chơi cho các anh em. Chị Sally nhận xe được bao lâu rồi? Em nhận xe hồi tháng 4, tới giờ là cũng gần 4 tháng. Như vậy thì khi mà chị sử dụng chiếc VF8 như vậy, trước kia chị đã có những dòng xe xăng ở nhà chưa? Như vậy thì cái lý do gì để chị quyết định chọn VF8 là một trong những chiếc xe mà chị đang sở hữu? Thực ra thì tại vì cái thời điểm mà thấy xe điện á, thấy cũng đi lúc mà đi trải nghiệm, thái thử xe thì thấy là rất là ok. Tại vì thứ nhất là xe êm và có nhiều công nghệ, cũng khá là mới. Với một cái giá tiền gọi là so với những cái dòng xe khác tương đương á, thì em thấy khá là hợp lý. Hợp lý? Dạ. Với chỉ hơn 1 tỷ lúc thời điểm đó thì em mua là khoảng 1 tỷ mốt. Nhưng mà trong xe có rất là nhiều công nghệ, cũng như là có ADAS, có đầy đủ tính năng. Phiên bản của chị là chị phiên bản Plus hay phiên bản Eco? Plus. Tại sao chị chọn phiên bản Plus thay vì phiên bản Eco với giá tiền thấp hơn? À thì em thích có cái sổ chờ. Một trong những yếu tố để cho người dùng nữ đây là chọn lựa. Dạ đúng rồi. Với lại là nữ thì khi mà cái bản Plus thì nó sẽ có những cái tính năng như là cúp điện, rồi ghế điện, ghế chỉnh điện, rồi những cái tính năng mà xe Eco cũng có. Những cái tiện nghi để giúp cho người dùng sẽ thoải mái hơn khi mà sử dụng thì nữ là một trong những cái người dùng sẽ phù hợp với những cái tiện nghi đó. Chính vì vậy nên VinFast họ có đa dạng cái dòng sản phẩm để cho người dùng có thể chọn lựa, đó là một trong những yếu tố rất hay của VinFast. Ngoài ra thì ở VF8 thì chị thích những cái tính năng nào nhất và làm cho chị ấn tượng với những cái trải nghiệm trên chiếc VF8? Hiện tại thì nếu như mà cái khả năng mà với cái những cái tính năng hiện tại á, thì em hay sử dụng nhất là cửa sổ trời và VV. Tại vì khi lái á, thì mình chỉ cần kêu VV ơi, mở cửa sổ trời hay là bật chỉnh điều hòa. Nói chung là cũng khá là tiện nghi. Như vậy thì khi mà chị sử dụng một chiếc xe điện giống như VF8 đây thì cái thói quen của chị so với trước kia với những dòng xe xăng có bị thay đổi không? Và cái việc thay đổi đó nó có phiền lòng mình hay không ha? Mình sẵn sàng đón tiếp. Em thấy là khá là ok. Tại vì hiện tại á, mỗi lần mà sạc pin thì sẽ đi được khoảng từ 400 cho tới 450. Nếu như mà đi đường đèo, đổ đèo á, thì là được 450. Còn mà đi trong thành phố, nội thành là từ 350 tới 400. Thì em thấy là ok. 2 tuần thì em mới sạc một lần. Thì vào cuối tuần đưa bé đi trung tâm thương mại như Vincom hay là những cái khu vui chơi á, thì mình tiện mình để xe và sau đó là cả gia đình đi uống cà phê, đi chơi. Thay vì đổ xăng như trước đây thì mình sẽ thay đổi cái sinh hoạt của mình một tí. Nhưng mà đa số thì cũng không có ảnh hưởng gì nhiều. Về còn khi mà đi xa thì đi tầm 4 tiếng thì xe sẽ nói mình nghỉ ngơi. Và 4 tiếng là mình cũng đã gần hết cái 400 cây của mình rồi đó. Thì sẽ sạc và nghỉ ngơi. Thì tại từ đây cho tới từ Bắc tới Nam 64 tỉnh thành thì Vin cũng đã sẽ up những cái trạm sạc đầy đủ rồi. Thì lúc đó em thấy khá cũng ok và tiện lợi. Em 4 tháng nay thì đi được khoảng 5 lần. Một lần đi Đà Nẵng, 2 lần đi Nha Trang và một lần đi Phan Thiết, một lần đi Vũng Tàu. Thì em thấy đều rất là ok. Lộ trình chị có cần phải đắn đo tí xíu để mình có thể chọn lựa những cái điểm sạc phù hợp hay không? Thực tế thì trên app hay là trên những cái mà map á, map nó đều để cái khoảng đường đi cũng như là tới địa điểm nào mình sẽ sạc, phải sạc. Thì ví dụ như từ đây đi Nha Trang thì mình sẽ đi xuống dưới Vĩnh Hảo, mình sạc một lần và sau đó là sẽ đi xuống dưới đi tới Nha Trang. Thực tế thì đi tới Nha Trang vẫn đủ. Nhưng mà khi xuống cao tốc rồi thì mình sạc một lần và đi vào thành phố Nha Trang đi vòng vòng.
Thì khoảng đường cũng khá là ok, mình chỉ cần tính toán một chí xíu là được, không có take time cho việc là tính toán nhiều. Nhiều anh em thì cũng có phàn nàn về một vài tính năng nó không phù hợp hoặc là nó sẽ gây phiền hà với những cái thói quen sử dụng. Như vậy thì khi mà sử dụng VinFast VF8 như vậy thì chiếc xe nó có đáp ứng đủ nhu cầu của mình không, hay là nó có bị gọi là những cái lỗi vặt hay không khi mà một cái thời điểm một chiếc xe vừa quá mới để ra mắt thị trường? Ok, hiện tại thì tùy xe, có xe thì rất là lỗi nhiều, có xe thì lỗi ít, và có xe lỗi này, có xe lỗi kia. Nhưng mà những cái lỗi vặt đó nó không có vấn đề gì khi với những đối với những anh em mà yêu cái đam mê công nghệ hay là thích chiếc xe VF8 đó. Thì đối với em á, thì thứ nhất là đi chiếc xe này là bảo vệ môi trường. Về cái tính năng mà khi mà đi xe VF8 thì cũng khá là ok, cho nên là những cái tính năng đầy đủ á, cho nên là những cái lỗi vặt đó nó không có vấn đề gì cả. Và cách mà VinFast họ xử lý khi mà xe mình có vấn đề nó có nhanh và làm cho một người dùng như chị có hài lòng hay không? Hiện tại thì cái cách chăm sóc của VinFast thì khá là ok. Mỗi lần mà mình điện lên tổng đài, ví dụ tổng đài bận thì ngay sau đó các bạn sẽ điện lại liền. Chăm sóc thì hoàn toàn là không có vấn đề gì hết. Những người quen của chị, những người chung quanh bên mình á, thì có sử dụng những dòng xe điện hay không? Hiện tại thì hầu như là cái khái niệm về sử dụng xe điện và này kia thì ở Việt Nam cũng khá là ít. Cho nên đó là lý do khi mà em chọn cái xe VF8 và tham gia vào hội nhóm này á, mục đích là cũng mong muốn là hội có thể tạo được một cái viral ảnh hưởng tới gọi là khái niệm và cái quan niệm của người dân Việt Nam mình để mà bảo vệ môi trường hơn, và mình sẽ dần dần tiếp xúc với những cái công nghệ mới. Để một câu chị có thể đưa ra những lời khuyên những người bạn mình đang đắn đo, mình không biết có nên sử dụng dòng xe điện hay không, có nên mua VF8 hay không, VF9 hay không, thì như vậy thì nếu mà một người sử dụng qua những dòng xe như vậy rồi thì chị khuyên là như thế nào để cho thuyết phục người đó có thể sử dụng những dòng xe điện như thế này? Sẽ tùy vào cái gọi là sở thích của mỗi người, nhưng mà nếu như mà em khuyên thì mọi người cũng nên thử. Nên trải nghiệm thử xe VinFast so với những cái dòng xe tương đương thì mọi người sẽ thấy sự khác biệt. Một câu hỏi nữa đi về cái chi phí sử dụng xe. Một trong những cái yếu tố mà nhiều người cũng quan tâm thì đối với bản thân cá nhân chị thì cái chi phí sử dụng xe rồi bảo dưỡng đối với chị như thế nào? Hiện tại thì đi xe 4 tháng em đi được hơn 8.000 cây thì cái mức mà bảo dưỡng lần đầu tiên sẽ là 12.000 thì em chưa tới. Nhưng mà những cái anh em trong hội đã đi bảo dưỡng rồi á thì tốn đâu đó chỉ khoảng 200.000 thôi. Và khi mà chọn chiếc xe này thì về chi phí hàng năm, thứ nhất là mình sẽ không có thay nhớt, không có những cái chi phí vệ sinh máy móc như xe xăng, mà chỉ có là bảo trì bảo dưỡng sơ về những công điện hay là những cái bộ máy này kia thôi, pin hoặc sẽ kiểm tra đó. Thì chi phí sẽ rẻ hơn, cái bằng mà bảo trì bảo dưỡng thì rẻ hơn xe xăng. Còn về chi phí đi lại thì sẽ rẻ hơn nếu như mà mỗi người đi trên 1.000 cây. Đi ít quá thì thì sẽ tương đương xe xăng. Chị như vậy thì chị có cái suy nghĩ gì về cái chi phí mà thuê pin hoặc là mua pin Đức? Đối với em á, thì em sẽ thuê pin, tại vì hiện tại là cũng chưa biết chất lượng pin như thế nào. Và khi mà thuê pin á, thì khi mà pin trong vòng trong khoảng thời gian mà thuê pin thì nếu pin có vấn đề gì thì pin sẽ thay đổi thay cho mình. Nó sẽ rất là tiện lợi hơn là mua. Còn mua thì sẽ lợi hơn nhưng mà không bao nhiêu. Đối với em thì em nghĩ là khi mà mua pin đất á, thì nó không bao nhiêu hết. Nhưng mà mình sẽ có rủi ro về việc gọi là pin nó sẽ bị chai hoặc là bị hư hoặc là có vấn đề gì đó là mình phải mua nữa đó. Phải mua lại. Đúng rồi. Nhiều người sẽ tính cái chi phí vận hành chung với cái phần thuê pin. Ý của chị như thế nào về cái suy nghĩ đó? Thực ra thì cũng khá là tương đương. Hôm qua thì là cái ngày kết thúc ký cái hợp đồng thỏa thuận về việc mua lại xe sau 5 năm với tỷ lệ là 65% so với lại giá gốc, giá bán sau khi trừ voucher và thuế. Thì đâu đó thì chiếc xe sau 5 năm á, thì giá trị nó vẫn tốt hơn những cái xe xăng. Thì hôm qua em vừa mới ký xong thì về những chỉ là backup thôi. Thực tế là mình cũng không có nghĩ là mình sẽ bán hay gì, nhưng mà mình cứ ký trước. Thì những cái chính sách viên hiện tại đưa ra thì đều rất là ok. Về chi phí thì em thấy cũng như nhau, nói chung là giá ok.
Bản thân cá nhân của em nghĩ là cái chi phí mà mình thuê pin nó cũng đồng thời nó giống như là mình trả góp, chứ nó không nằm chung với cái vấn đề mà vận hành hay là chi phí sử dụng của chiếc xe. Giống như mình đi mua xe thì mình chỉ đổ xăng thì mọi người sẽ tính lại phí đổ xăng thôi. Dạ, thì tùy mỗi người tính anh, thì nếu mà như em á thì em sẽ tính luôn là xe vận hành giống như xe xăng. Dạ. Tại vì như mỗi tháng em đi 2.000. Dạ. Thì nếu như mà đi xe xăng thì đâu đó là tầm 5-6 triệu, nhưng mà em chỉ tốn khoảng 4 triệu thôi. Dạ. Thì nó đều như nhau. Rất là hợp lý, dạ. Ok. 4 triệu rưỡi. Dạ. Là 2.000 cây thì là 2.2 triệu là tiền thuê pin, còn lại là tiền sạc. Sạc. Sạc điện. Thì mỗi lần sạc là khoảng 200 tới 250 ngàn cho 400 cây. Dạ. Yeah. Yeah. Sẵn đi sạc thì lại em lại có một câu hỏi nữa về về vấn đề sạc. Chị thường thường chọn những cái trụ sạc của VinFast hay là chị chọn sạc ở nhà? Hiện tại là em đang sạc tại các trụ của VinFast. Dạ. Yeah. Tại vì sạc ở nhà thì thứ nhất là cũng có hao hụt pin. Dạ. Yeah. Cái thứ hai nữa là mình cũng sẽ phải set up những cái để đảm bảo an toàn phòng cháy chữa cháy. Dạ đúng. Nên là em sẽ ưu tiên sạc ở các trạm của Vin. Tại yeah. vì nó cũng rất khá là tiện. Chỉ yeah. đâu đó chỉ khoảng 1 tiếng đồng hồ thôi. Dạ. Yeah. 1 tiếng rưỡi yeah. là sẽ đầy đi. Dạ. Yeah. Thì trong thời gian đó thì cả nhà em sẽ uống cà phê. Những anh em khác khi mà sử dụng dòng xe như thế trong thời điểm này á, dạ. thì taxi xanh nó cũng phổ biến rất khá nhiều, và anh em cũng phàn nàn về vấn đề là khi mà sử dụng xe với mục đích đi sạc như vậy thì bị anh em taxi xanh nó chiếm chỗ khá nhiều. Về với cái trải nghiệm sạc của chị thì chị thấy vấn đề đó như thế nào? Hiện tại thì em ở quận 7, dạ. cái trạm sạc khá là ít, nhưng mà Vin cũng đang xây. Thì như em vừa nói đó thì em sẽ lựa chọn những cái nơi mà nó có nhiều trụ sạc như Vinhome yeah. hoặc là những địa điểm khác để mà yeah. sạc, thì những cái địa điểm đó khá là đông nên là khá là nhiều trụ cho nên yeah. là không có ảnh hưởng gì nhiều lắm. Dạ. Yeah. Yeah. Như vậy thì một câu cuối cùng đó là chị có mong muốn góp ý hay là phản hồi gì để VinFast lắng nghe hay là cải tiến những sản phẩm của mình hay không? Em hiện tại là thấy khá là ok, hài lòng, hài lòng. Với cái việc gọi là VinFast chăm sóc chủ xe, người dùng yeah. và những cái chính sách ưu đãi dành cho xe tiên phong. Yeah. Thì em cũng thấy là khá hài lòng. Ổn rồi, không có góp ý gì hết trơn. Dạ, đúng rồi. Thật ra thì những người dùng giống như chị Sally đây thì đã rất là thích những dòng xe, và khi mà thích thì đôi lúc có những cái phiền hà nhỏ nhỏ nhưng cũng có thể chấp nhận được. Và mong rằng trong tương lai ở Việt Nam chúng ta có nhiều những người dùng hơn về dòng xe điện như thế này để góp phần thứ nhất là trải nghiệm những công nghệ mới, góp phần cho cái việc tăng trưởng kinh tế cho những doanh nghiệp ở Việt Nam, mà đồng thời vấn đề tiên phong hết đó là vấn đề bảo vệ môi trường, sử dụng những dòng xe xanh thế này để giúp cho không khí chúng ta bớt đi những khí thải hơn. Một lần nữa cảm ơn chị Sally rất nhiều đã dành một tí xíu thời gian để chia sẻ đến diễn đàn ô tô Sài Gòn với những thông tin hết sức là hữu ích để giúp cho chúng ta có thêm một cộng đồng vững mạnh. Cảm ơn các bạn đã xem video, và đừng quên subscribe kênh YouTube ô tô Sài Gòn, bật chuông để thông báo ghi nhận video mới nhất nha. Xin cảm ơn và hẹn gặp lại.